phong ấn của ma nhân Bưu cuối cùng đã bị phá bỏ, hiện ra một tên béo mập điệp siêu cấp dễ thương. Trận chiến của Vegeta và Goku vẫn túc tiệp tiếp diễn, hai người ăn miếng trả miếng từng chút một, ngang tài ngang sức đấm nhau đến sang mai cũng chưa xong. Mặc dù chưa nhìn thấy Bưu lần nào, nhưng Bobby đi chắc chắn thằng đục đục này là bản diêu. Gohan cảm thấy lạ khi một ma nhân tưởng phải ghê gớm lắm chứ. Bưu béo tiến gần đến chỗ mọi người, rung răng rung rẻ như thằng trẻ trâu mới nhút. Phía này Goku cảm nhận được lượng ki khổng lồ ở gần đây. Có lẽ ma nhân Bưu đã được hồi sinh rồi. Vegeta thì thật là cảm giác, anh nhận thấy tên ma nhân cũng chỉ thuộc hạng xoàn mà thôi. Với sức mạnh của hai khứ hiện tại cũng đủ để thông đít hắn rồi. Bobby đi tự nhận mình là chủ nhân của Bưu béo mà thằng nhỏ éo ke. Đã thế nó còn dọa cho xóm đái ra quần. Dabuza nói nó chỉ là một đống mỡ ngu ngốc. Bưu liền giận tím người, khói trắng nhả ra từ cơ thể. Tên béo đấm Dabuza nát mặt sau đó rút thằng cu bay 500m. Sức mạnh quả là ghê gớm. Luồng ki vừa tăng lên khiến ai cũng phải chú ý. Lúc này, Goku đang muốn dừng trận chiến này lại. Điều quan trọng là tên ma nhân Bưu đó. Vegeta đồng ý, vậy thì mau đưa anh hạt đậu thần nào. Ông cháu liền đánh lén cả rốt ngủm củ tỏi luôn. Chính rau sẽ giải quyết thằng Bưu rồi sẽ tới thông đít Goku sau. Gohan một hồi xem xét kỹ lưỡng thì xác nhận Bưu béo không khác gì một đứa trẻ. Nhưng với sức mạnh đó thì cậu cũng không phải là đối thủ của hắn. Gohan dắt tay Kaioshin cao chạy xa bay. Thế quái nào Bưu béo đã bắt kịp đánh cậu dính đất. Kaioshin tung một đòn ki rất mạnh, nhưng không hề hấn gì với hắn. Sau đó hắn giã Kaioshin dính đất nốt. Tên nhõi này dám chơi đùa với ta sao? Kaioshin đẩy lùi hắn bằng ý nghĩ. Hắn đá lông nheo phát anh bay 400m. Gohan tới cứu giúp, cậu bị Bưu béo trưởng đòn ki siêu mạnh tí thì ngủm. Bobby đi phấn khích, cuối cùng hắn đã thành công trả thù cho bố của hắn. Đang tẩn nhau thì Bưu béo cảm thấy đói, một ngọn giáo xuyên qua cơ thể hắn. Dám láo với bố nè, Trăng và Vô Tên vừa mới tới đây. Hai thằng nhỏ tò mò muốn xem mặt mũi của Bưu thế nào. Ai ngờ chúng phát hiện ra bức tượng đá Piccolo và Kuzilin. Dabuza nhận thấy thằng Bưu này chỉ quan tâm đến bản thân hắn. Sớm muộn gì cũng lật mặt thông đít Bobby đi mà thôi. Bưu béo giúp cây giáo như bỡn, hắn hồi phục trong phút mốt. Dabuza túc tiệp giã hắn như con đẻ cũng không si nhê. Hắn bắn vô số đòn khi tấn công ma nhân Bưu. Sau đó Dabuza bị Bưu béo biến thành một chiếc bánh quy. Cái chết của vua hắc ám đã khiến bức tượng Kuzilin và Piccolo trở về trạng thái thường. Mọi người đều sợ hãi trước luồng ki của Bưu béo. Hắn còn muốn ăn thịt thêm Kaioshin cho đã cái nư. Chuẩn bị toang thì đột nhiên có một vụ nổ lớn. Phi thuyền của Bobby đã bị phá hủy. Vegeta xuất hiện. Cái tên mặt thộn kia chính là ma nhân sao? Thật là yệt chảy. Bưu béo tức giận, dám chê anh mày sao? Chú sẽ phải trả giá. Trong mắt của Vegeta, Goku luôn đi trước một mình một bước, lại còn hy sinh tính mạng bản thân để cứu anh và mọi người nhiều lần. Đối với hoàng tử Saiyan thì đó mới là trách nhiệm của rau. Anh gồng cơ đít bắp nguồn ki của mình lên. Trời đất rung chuyển, rau lao tới đấm hắn như một cái mềm rách. Tốc độ của anh còn trên thằng Bưu mập một bậc, sức mạnh áp đảo đấm lõm người thằng cu. Mặc dù ăn rõ nhiều đòn nhưng thế quái nào hắn chẳng ho he một tiếng. Rau đánh thằng cu dính đất, khả năng hồi phục của Bưu quá ghê gớm. Vegeta tung một đòn xuyên qua cơ thể của hắn. Mọi chuyện dễ dàng kết thúc ở đây sao? Cái bánh donut vừa tạo ra lập tức hồi phục. Bưu gồng cơ đít thích cơ mông. Sức mạnh của hắn bỗng tăng vọt, nguồn ki hồng nam tính lấn át cả một vùng trời, thổi bay toàn bộ mọi thứ xung quanh. May mắn không ai bị sao cả, chỉ một cú gồng nhẹ đã khiến rau phọt hết tương cà. Không ngờ sức mạnh khủng cỡ vậy. Goku thì ngất tạm thời, Gohan không biết còn thở hay không. Khả năng của hắn còn vượt trên siêu Saiyan 2. Bưu véo ra một ít mỡ, thằng cu vừa chạy vừa bắn vô số đòn ki tấn công rau. Sau đó trói anh lại dễ dàng, hắn đè anh sạch lép rồi dã anh như con đẻ. Trăng tức giận lao tới sút Bưu bay 500m. Vegeta bị tẩn thừa sống thiếu chết. Piccolo định tấn công Bobby đi nhưng hắn đã kịp thời tạo khiên. Nếu không ăn được thằng Bưu thì phải giết thằng đầu sỏ. Mày thì láo cá chó với anh này, một chém bay đôi cơ thể. Vegeta đã nghĩ tới cách cuối cùng có thể hạ Bưu béo. Anh ôm Trăng vô lòng, rồi đánh thằng nhỏ ngủ luôn. Vô Tên cũng bị tương tự. Piccolo hiểu ý đưa hai thằng nhỏ rời khỏi đây. Cuộc đời của hoàng tử rau đã có quá nhiều trắc trở rồi. Anh sẽ dùng sinh mạng này để đưa thằng mập đi theo. Rau gồng cơ đít, anh tạm biệt tất cả mọi người. Sau đó sử dụng tuyệt kỹ tất sát bom hy sinh. Một vụ nổ khổng lồ phát ra, quét sạch toàn bộ mọi thứ. Bưu béo cũng tan xác thành từng mảnh nhỏ. Sau vụ nổ, Vegeta đã trở thành một cái xác khô rồi vỡ tan thành từng mảnh. Piccolo giao hai đứa nhỏ cho Kuzilin, còn anh sẽ đi do thám tình hình. Ma nhân Bưu chỉ còn vài miếng thịt lác đác trên đất. Thế vẹo nào tên Bobby đi vẫn sống nhăn răng. Đột nhiên mấy miếng thịt hồng cử động, chúng nhanh chóng tập hợp và phục hồi lại toàn bộ cơ thể của Bưu. Boku no Biko sợ hãi chạy khỏi đây. Thằng cu này sống dai quá, hắn liền hồi phục cơ thể cho Bobby đi. Piccolo đuổi kịp Kuzilin và thông báo cho cậu việc này. Họ nên lên trên thượng đế để lánh nguy. Những người mạnh nhất đều đã ngủ rồi. Phía này, Kaioshin vẫn còn sống sót. Goku đã tỉnh dậy sau cú đánh lén của rau. Cậu cũng đoán được Vegeta sẽ tự mình giao chiến với Bưu. Nhóm của Bulma lúc này đang đi tìm viên ngọc rồng cuối cùng để hồi sinh mọi người. Đột nhiên một con quái vật ẵm luôn viên ngọc rồng vô bụng.
Giam cha tung trưởng đánh bại nó luôn. Cà rốt đã dịch chuyển tới đây, đen đê trị thương cho cậu. Piccolo kể lại toàn bộ mọi thứ cho mọi người nghe. Nếu Goku không ham chiến đấu với rau thì có lẽ mọi chuyện sẽ khác, bởi cậu mới học lén được một tuyệt kỹ mới dưới địa phủ, đó là lưỡng long nhất thể. Hai người hợp làm một với sức mạnh khủng bố, giống với Boku no Biko vậy. Hiện tại chỉ có Trăng và Goten mới có khả năng hợp thể mà thôi. Sức mạnh và kích cỡ của chúng đều tương đương nhau. Phía này 7 viên ngọc rồng đã được gom đầy đủ, rồng thần trái đất đã được triệu hồi. Bulma hồi sinh thành công tất cả những người đã chết trong hôm nay, ngay cả Kibito vậy. Ông nhanh chóng đi tìm xác của Kaioshin, cũng may thanh niên còn thở và được hồi phục lại sức mạnh. Goku cùng mọi người dịch chuyển tức thời lên thượng đế lánh nạn. Ma Bưu nghe lệnh của Bobby đi kiếm bánh gato ăn cho đã. Cảnh sát bao vây tấn công Bưu béo. Gohan cuối cùng đã được Kaioshin tìm thấy, cậu chính là hy vọng cuối cùng của nhân loại. Phía này mọi người đã biết thông tin rau và Gohan đã ngủm củ tỏi đang nói chuyện, thì đột nhiên Bobby đi liên kết với toàn bộ nhân loại. Hắn yêu cầu nhân loại phải giao nộp Trăng, Goten và Piccolo, nếu không cả trái đất này sẽ bị hủy diệt. Bưu béo biến con người thành những viên kẹo rồi nuốt vô bụng. Hắn thổi bay cả thành phố chỉ trong một nốt nhạc, dù rất muốn nộp mạng, nhưng Piccolo cần phải dạy cho hai đứa nhỏ chiêu lưỡng long nhất thể. Trước khi Goku hết hạn sử dụng trở về cõi âm, Trăng và Goten đã tỉnh dậy. Hai thằng cu không biết nơi này là nơi nào nên đã mạnh dạn đi khám phá. Gohan được Kaioshin chuyển tới thánh địa Kaio, Kibito hồi phục sức mạnh cho cậu. Kaioshin nói sẽ giúp cậu sử dụng được thanh kiếm Z, chỉ cần có nó nhất định Gohan sẽ đánh bại được Majin Buu. Mọi người bay tới nơi phong ấn thanh kiếm Z, nhiệm vụ của Gohan phải rút thanh kiếm này khỏi tảng đá. Đến lúc hai đứa nhỏ phải học chiêu thức lưỡng long nhất thể, Gohan phía này rút không nổi thanh kiếm củ chuối này, cậu hóa lên hình thái Super Saiyan và thành công rút được nó. Thằng cu chính là người được chọn, nhưng để cầm nó lên thì quá nặng, chắc nó cũng cỡ vài trăm tấn cũng nên. Kibito gồng cơ đít còn chẳng làm nó nhúc nhích. Phía này, tên Bobby đi lại kiếm thêm một thành phố nữa để tàn sát. Bưu béo biến toàn bộ mọi người thành miếng sikula ngon lành. Sau đó hắn nuốt hết vô bụng rồi tàn phá cả thành phố. Trăng và Goten hóa thành siêu Saiyan. Để fusion hoàn hảo thì cả hai phải có một lượng ki tương tự nhau. Kuzilin chợt nhớ tới thời mà cậu cùng Goku được Quy Lão huấn luyện. Trái đất đang lâm nguy khi thằng Bưu béo đi phá làng phá xóm, giết hại vô số người. Đột nhiên có bà béo nào đó liên lạc với Bobby đi. Khai nơi ở hiện tại của Trăng là tập đoàn Capsule thành phố phía Tây. Sau đó hắn thông báo với mọi người sẽ nhanh chóng đến đó. Lúc này tuổi có ba mẹ Bulma sẽ bị sát hại mất. Bulma nói rằng máy giò ngọc rồng còn ở nhà cô. Đã vậy thì Trăng sẽ về nhà lấy Zada, còn Goku sẽ đi cầm chân Majin Buu. Cà rốt ngay lập tức dịch chuyển tức thời đến gặp hắn. Sao đây, chú em muốn bị thông đít hay sao mà tự mình nộp mạng vậy? Goku khịa, thằng béo mạnh vậy mà để tên vô dụng kia thao túng tâm lý sao? Thật là ỉa chảy, cậu hóa lên siêu Saiyan cấp 2. Lần này Cà rốt sẽ phá vỡ giới hạn siêu Saiyan một lần nữa. Phía này, Satan lại hùng hổ tuyên bố sẽ hạ Bưu trong nốt nhạc. Ông sẽ chờ hắn đến rồi giải quyết. Cà rốt câu kéo thời gian nhiều nhất có thể, cậu gồng cơ đít thích cơ mông. Nguồn ki tỏa ra thật khủng khiếp, cả trái đất rung chuyển dữ dội. Mái tóc của thằng cu bỗng chốc dài ra tới tận mông, mất luôn bộ tràng mày. Độ đẹp trai đã giảm xuống âm vô cùng, cùng với đó là nguồn sức mạnh vô biên. Cậu lao tới tấn công Bưu béo với tốc độ rất nhanh, nhưng để hạ được Bưu vẫn cần một khoảng cách sức mạnh nữa. Tập phim tạm thời đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau nhé. Bye bye!